Hello, mến chào quý vị. Hôm nay video của Miley muốn chia sẻ một niềm vui khó tả. Miley vô cùng happy là báo cho cả nhà một tin vui là Miley đã vừa thoát khỏi thị trường nail, mới bán được tiệm. Xong hết là ngày hôm qua. Vui mừng không xiết. Ngạn ngữ Mỹ nó có cái câu nha. Ngày hạnh phúc nhất là ngày bạn mua được chiếc tàu, mà ngày hạnh phúc nhất cũng là ngày bạn bán chiếc tàu. Khi mà mình mua chiếc tàu á, trời ơi, mình hạnh phúc vô cùng. Mời bạn bè đi tàu đồ chơi. Sau một thời gian nó mệt mỏi, nó rã rời rồi, khi mà bán được chiếc tàu cũng là ngày hạnh phúc nhất. Đó là cảm giác của Miley ngày hôm nay. Khi mua tiệm nail cũng là hạnh phúc, mà khi bán tiệm nail cũng hạnh phúc. Chợ ngạn ngữ Mỹ nó nói cái câu mà nó thấm thía dễ sợ. Thói quen của Miley mỗi buổi sáng ra đây, thay vì uống cà phê thì Miley uống matcha energy, ngồi đây ngắm trời ngắm trăng, thỉnh thoảng chia sẻ cho quý vị. Chính vì vậy mà những cái video của Miley nó hay có cái chỗ này, mấy ưa ngồi ngay cái bờ hồ này. Hôm nay vừa chia tay với tiệm nail, Miley tâm sự ngổ ngang một chút xíu về vui buồn trong ngành nail. Trong ngành nail hiện tại giờ chủ thì mở tiệm nhiều mà thợ thì ít. Không phải thợ ít, nhưng mà ngày xưa mình qua Mỹ thì mới đầu cuộc sống nó thay đổi, qua một cái đất nước mới thì cái nghề nail nó giúp ích cho người Việt mình nhiều lắm. Tại vì cái nghề nail là nghề dễ make money nhất, mà mình không phải cần học nhiều. Thì trong giới ngành nail của các anh chị em mình á, đủ thành phần hết. Có trình độ có nè, không có trình độ có nè. Đại khái là trong cái ngành nail của mình á, là đủ thành phần hết. Tại vì á, mình không giỏi tiếng Anh á, mình cũng vẫn đi làm nail được. Tại vì cái license nail á, nó dễ kiếm, mà nó cũng easy làm, mà người Việt Nam mình khéo tay nữa, nên thành cái nghề nail này dường như là Việt Nam mình đánh bại Mỹ luôn. Hiện giờ 95% trên nước Mỹ, toàn tiệm nail trên nước Mỹ đều là người Việt làm chủ. Thì may thích chia sẻ về vấn đề vui buồn ngành nail lắm, nhưng mà khi mà mình còn trong ngành nail á, thì sẽ đụng chạm, rồi nhiều khi mình mướn thợ mình cũng gặp khó khăn. Nhưng mà khi mình chia sẻ thì chia sẻ mà không có lột hết được á, thì nó không có thấy được cái mặt trái mặt phải của ngành nail. Tại vì có nhiều bạn á, có nhiều bạn gọi về Việt Nam nha, mấy bạn tâm sự với mình á, gọi về Việt Nam á, hỏi qua Mỹ làm gì, thì các bạn trả lời với người thân của mình là ồ, mình qua đây mình chỉ nội trợ thôi chứ mình không có đi làm. Cái Miley mới nói ủa, tại sao đi làm mà nói ở nhà nội trợ thôi, kiểu hôi làm nail, không có thích nói làm nail.
tại vì làm cái nghề nail á, người ta lúc đau mình lắm, ta nhìn mình xuống xuống lắm. Cái Meli nói ủa lạ vậy, con người mình thấp chứ cái nghề nghiệp không có thấp, cái nghề nào cũng là cái nghề Mai hãnh diện nghề nail lắm, tại vì cái nghề nail nó giúp cho Mai thành công ở đất Mỹ này, mà nó cũng giúp cho Mai nhiều lắm. Những cái lúc mình mới tới Mỹ, tiếng Anh mình không có rành, rồi trình độ học vấn của mình từ Việt Nam qua đây bằng cấp là quăng hết trơn rồi, thì nếu không có cái ngành này thì mình làm gì, đúng không? Còn đi vô hãng làm là phải đi đúng giờ, về đúng giấc. Còn mình có con nhỏ, ai đưa ai đón. Thấy chứ cái ngành nail á, nhiều khi tới giờ đón con, mình xin ra đón cũng được. Nên thành Mai yêu nghề nail vô cùng. Tới bây giờ Mai vẫn yêu nghề nail luôn á. Mỗi lần Mai làm á, Mai rất là enjoy trong công việc của mình. Như Mai không bao giờ thấy cái nghề nail là nghề thấp hèn hết. Thấp hèn hay không á là bởi con người của mình thôi, chứ không có phải cái nghề đâu. Nên thành Mai luôn hãnh diện. Ai hỏi Meli làm gì, Meli nói Meli làm nail thôi, có sao đâu, đúng không? Quý vị có đồng ý với Meli không? Comment cho Meli biết thưa các bạn, có hãnh diện với cái nghề của mình không? Chứ riêng Meli, Meli hãnh diện cái nghề nail này lắm. Meli yêu nghề vô cùng. Cách đây 3 năm á, Meli về Florida là Meli nghĩ là Meli về hưu rồi, không có đi làm nữa. Nên thành á, Mai chọn nơi đây là nơi nắng ấm để Mai về hưu. Thì sau một năm ở nhà, trời ơi nó buồn, nó buồn vô cùng. Trời ơi nhớ customer. Rồi các bạn biết không, mình ở nhà mình đi ra rồi lại mình đi vào, không lẽ ở nhà nghĩ sao vậy, tự nhiên make up đúng không? Trời, make up ở nhà cái ta tưởng mình khùng á, thấy không? Còn không lẽ ở nhà lấy đồ đẹp ra mặc, đúng không? Thì ở nhà mình cũng mặc đồ ở nhà thôi. Ở nhà, đồ ở nhà cũng đẹp, nhưng mà mặc hoài đồ ở nhà, thấy không? Lâu lâu mình ở nhà, mình mặc đồ ở nhà thì mình thấy đẹp. Chứ mà ngày nào cũng ở nhà hết, tháng này, tháng kia, rồi ngày này ngày kia, năm này năm kia, oh my god, mình by mình and year by year, mình sẽ trở thành con sen thôi. Miley quyết định đi làm lại, không chịu. Rồi đi làm, nói đúng ra là cũng từ hồi nào giờ không có đi làm thuê cho người ta. Nên thành Miley đi làm một cái cảm giác buồn nhẹ nhẹ, có sao nói vậy, không biết làm sao cảm giác buồn, chắc Meli nhạy cảm hả, cái không buồn gì nhưng mà đại khái là giống y như mình người ta nhờ mình làm một cái gì đó nhưng mà nhờ xâm tham không có được đề nghị, cái một cảm giác buồn nhẹ nhẹ, cái tự nhiên ma đưa lối quỷ dẫn đường, cái Miley quyết định mua cái tiệm nail nữa. Chịu nổi không, thấy không, đã về hưu rồi mà nghĩ sao mua cái tiệm nail nữa. Cái Miley nghĩ thôi kệ nó, mua cái tiệm nhỏ xíu thôi mà mấy tiền rent thì ngày có mấy chục đồng mà thôi chị, tiền rent là mình ngồi mình chơi để có cái chỗ đi ra đi vô mặc đồ đẹp thôi chứ không gì hết trơn á. Tại vì Meli thích đẹp mà, cứ nghĩ thôi để có cái chỗ mình sáng mình đi là mình đẹp, chiều mình về mình đẹp, nghĩ vậy thôi, cũng như là thích mặc đồ đẹp đi ra đường thôi. Thế là mua cái tiệm đi làm. Trời ơi, đúng là số Meli về hưu rồi. Vừa mua cái tiệm thôi, vừa mua cái tiệm thôi nha, phát hiện bị ung thư. Khổ không? Phải mà phát hiện bị ung thư mà
sớm trước một tuần thì đâu mua tiệm làm gì, thấy không? Cái khi mà phát hiện mình bị ung thư rồi đó, trời ơi, ta nói như đất trời sụp đổ vậy. Hồi đó Mai Ly mới nghe mình bị bụng ung thư, các bạn biết không? Mình nghĩ ung thư là không bao giờ chữa được mà, tại vì nào giờ bệnh ung thư chưa chữa được. Trời ơi, mày lo lắng dễ sợ luôn, mày bị ung thư tuyến giáp. Khi à, người ta mày đi cắt ra rồi nên thành cái cổ mày giờ nó cũng có một chút xíu thẹo, mày đi sức thuốc thẹo nó liền hết trơn rồi. Nhưng mà khi mình nói á, nó vẫn còn mệt, nó cứ keo keo cái cần cổ lên vậy nè. Thấy không? Cái mày đi nói á, nó ư vậy. Nè mày đi nuốt nước miếng nè. Cảm giác cái cần cổ nó hơi nhăn một chút, nên thành Miley hay điệu đeo lâu lâu khăn tròn cổ đi che cái cổ một chút. Có cô bạn có kêu chị Mai chị đi cắt cái cổ đi, cắt cái nhăn nhăn đó đi, mà Miley nói rồi có nhăn gì đâu mà cắt. Nhưng mà khi mình nói á thì mình nói á, nó bị giống như là cái thẹo của mình nó bị giống như mình phỏng nước sôi vậy đó, mình nó dính vậy. Khi mình nói á, nó hơi giãn ra làm nó mệt. Cái giọng nói Mily giờ cũng vẫn còn mệt. Bây giờ Mily bị hư cái tiếng nói của Mily luôn rồi. Mily nói á, bây giờ nó giống như dân tộc, chứ cái tiếng của Mily ngày xưa nó không có như vậy. Tiếng Mily nó trong trẻo hơn. Quay lại vấn đề mà mình mua tiệm xong mình bị nghe bị ung thư, trời ơi nó buồn sao mà nó buồn, làm sao mà handle được cái tiệm, thôi thì bán vậy. Trời ơi, chuyện này chưa hết lại chuyện khác đến. Tôi nói hả, quả vô đơn ký mà phúc bất trùng lai, bị covid. Mình mai mổ ngày hôm qua thì ngày hôm nay là đóng cửa mấy tháng trời vì covid. Nghĩ đi, bình thường còn bán tiệm khó, huống chi mà covid ai mua tiệm mình, đúng không? Trời ơi, covid kéo dài cho tới bây giờ, là mai mổ từ tháng 3 mà bây giờ là tháng 5, là mai mổ được một năm hai tháng rồi. Bữa nay á, là Miley chia sẻ cái video này vì Miley thấy happy trong người quá. Thì á, thứ nhất là Miley bán được tiệm rồi, muốn chia sẻ với các tình yêu của Miley từ hồi nào giờ theo dõi video của Miley. Cái thứ hai là chia sẻ với các tình yêu là hiện giờ sức khỏe của Miley nó hoàn toàn bình phục rồi, giống như là không còn có bị ung thư nữa. Tại vì á, khi Miley cắt cái ung thư đó ra thì Miley chỉ có level 1 thôi, là giai đoạn thứ nhất thôi. Thì ung thư nó có 3 giai đoạn: giai đoạn thứ nhất, giai đoạn thứ hai, giai đoạn thứ ba. Nếu mà mình phát hiện mà trễ quá đó thì nó giai đoạn thứ ba thì nó bị di căn. Thì khi mà mình cắt bỏ nó đi rồi, nó di căn thì nó cũng bắt mình xạ trị. Thì khi xạ trị thì tóc rụng, da nhăn mà nó cũng bớt bệnh. Nên thành á, khi Miley cắt đi rồi thì đi khám lại á, thì Miley hoàn toàn, tại vì Miley ở cái level 1 nên thành khi nó lấy ra thì Miley hoàn toàn Miley không có bệnh nữa. Nhưng mà Miley nói vẫn còn mệt lắm. Miley chưa có hát được. Ví dụ như cái nốt cao nhất của Miley mới có nốt mi thôi, do re mi thôi, fa sol la si do, là Miley chưa có lên được. Nên thành Miley thích hát karaoke lắm, nhưng mà bây giờ vẫn chưa hát được. Đó là cái vui thứ hai. Thì hát không được nhưng mà cũng bớt bệnh rồi, cũng như là hoàn toàn bình phục. Chỉ có tiếng nói là bị hư thôi, nhưng mà bác sĩ nói là có thể là một năm hai năm nữa nó
nó back to normal, nhưng mà Miley tin là nó sẽ back to normal. Tại vì á, khi mình tin cái gì là cái đó nó sẽ đến với mình thôi. Như là mình tin một cái gì đó, mình luôn nghĩ về cái đó, cái luật hấp dẫn, cái luật vũ trụ nó sẽ khiến cho mình. Nhưng Miley chưa bao giờ bỏ cuộc hết. Sáng nào Miley cũng tập hát một mình hết á, hát hoài à. Miley hát không được, Miley cũng hát hoài à. Hoặc là Miley mở những cái video mà Miley hát á, để Miley nghe lại, để Miley enjoy. Mình hát không hay nhưng mà mình thích hát á. Đó là niềm vui thứ hai của Miley, Miley muốn chia sẻ với quý vị. Hôm nay á, hôm nay Miley chia sẻ với quý vị về vấn đề mua bán chứng khoán và tiền điện tử á. Thì Miley trong cái video này Miley cũng chia sẻ một cái nhỏ thôi. Hiện tại giờ cái con mà Ethereum là Miley đang yêu thích nhất từ đó tới giờ, nó là top 10 của coin, là nó đứng thứ nhì, là Bitcoin là đứng thứ nhất, Ethereum là đứng thứ nhì. Miley thích Ethereum là bởi vì cái giá của nó còn thấp, còn Bitcoin là giá đã 30 mấy ngàn đô rồi, bữa trước nó là năm mấy 60 ngàn lần, nên thành cái giá đó nó cao quá, nên thành Miley thích cái con Ethereum là đồng tiền điện tử á. Thì Miley khuyên với các bạn quý vị, các tình yêu của Miley là mình nên là đầu tư. Ví dụ như là đừng có đầu tư mà dạng như là nhiều, nhưng mà ví dụ như tiền tiếp ngày 10 đồng mình chỉ đầu tư, mình mua 10 đồng con Ethereum, một tuần mình mua 2 lần con Ethereum thôi, mình cứ mua 2 lần là một tuần 20 đồng, thay vì tiền đó mình đi uống cà phê thì mình mua đó mình để dành, mình nuôi nó lên nó xuống, kệ nó, để hoài 3 năm sau thôi, chỉ 3 năm thôi thì các bạn sẽ thấy cái số tiền của mình nó như thế nào. Đó là Miley muốn chia sẻ với các bạn. Từ ngay giờ này đây Miley cũng đang bắt đầu mua bằng cái tiền mà uống cà phê. Thay vì Miley ra ngoài quán uống cà phê thì Miley ở nhà Miley pha ly cà phê Miley uống, lấy cái tiền đó Miley sẽ mua con Ethereum. 3 năm sau thôi các bạn sẽ thấy mình có một số tiền khổng lồ nhưng chưa bao giờ được thấy. Nếu mà cái con Ethereum mua ở đâu thì trong cái phần mà phần mô tả của cái video này Miley sẽ bỏ xuống cho. Miley có sàn Binance US, Miley có sàn Itero and sàn Robinhood. Tại vì ba sàn này nó lớn nhất nhì thế giới luôn, nên thành mấy cái sàn nhỏ nhỏ Miley cũng có nhiều lắm, nhưng mà Miley không có khuyến cáo các bạn đăng ký mấy cái sàn nhỏ, tại mấy cái sàn nhỏ thì nó không có bảo mật an toàn, nó không có những cái gì mà mình đầu tư cái tiền mình coi như là tiền nuôi ống heo, thì mình muốn cái chỗ nào mà an toàn uy tín, đó là Ethereum and Binance US and Robinhood. Nếu các bạn ở Việt Nam thì mình cũng có cái sàn Binance Việt Nam để cho các bạn click vô. Đó là cách các bạn ủng hộ cho channel của Miley ha. Nếu các bạn là người mới thì hãy bấm subscribe cái kênh của Miley, nhớ bấm cái chuông bên cạnh để chào đón video mới nha. Chào tạm biệt.